Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục hộp thư bạn STEM truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có phản ánh đơn thư của công dân Đinh Minh Thiết, xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi và thông báo nhận đơn thư công dân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, 30 tập hộp thư có nhận được đơn thư của công dân Đinh Minh Thiết ở xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi. Nội dung đơn thư phản ánh về việc 7 hộ gia đình liền kề lấn chiếm diện tích ao của gia đình ông và đã có 6 hộ nhất trí trả lại, còn hộ ông Nguyễn Văn Dũng không đồng ý trả lại. Theo dấu đơn thư công dân, phóng viên chuyên mục hộp thư truyền hình, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã về gặp công dân có đơn tại địa phương. Dẫn phóng viên tới gặp ông Đinh Minh Thiết là ông Phạm Hồng Quân, công chức địa chính xã Cẩm Ninh. Ông Thiết cho biết gia đình ông có một chiếc ao giữa làng, anh em ông đi công tác xa, khi trở về địa phương sinh sống thì phát hiện ao bị lấn chiếm mất gần một nửa diện tích. Từ những năm 2016-2017, ông có đơn đề nghị Ủy ban nhân dân xã Cẩm Ninh xác minh giải quyết việc lấn chiếm của các hộ liền kề nhưng không được giải quyết. Đến năm 2020, ông lại tiếp tục làm đơn đề nghị và ngày 22 tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân xã có thông báo về việc xác minh hiện trạng sử dụng đất liên quan đến các hộ liền kề theo đơn đề nghị của ông. Tổ xác minh căn cứ vào bản đồ đo đạc năm 1987, năm 2016 và đã xác định được từng diện tích các hộ thừa so với hiện trạng sử dụng, trong đó diện tích đất hộ ông Nguyễn Văn Dũng thừa 91,7 m². Là gia đình tôi đã có rất nhiều đơn khiếu kiện của thông qua ủy ban chính quyền xã và cũng như là đã lên tới cấp huyện. Ao thực tế hiện trạng của nhà tôi từ trước đến nay làm diện so với bản đồ năm 1987 là 1.263 m. Sau khi nhà tôi nhượng cho nhà anh Hòa thì là 300 m, thì còn hơn 900 m. Cho đến bây giờ thì chỉ còn qua hơn 500 m². Như vậy mất gần một nửa diện tích. Sau khi tôi đã có đơn, xã đã cử một đoàn về khảo sát và đo đạc thì đã có 6 gia đình trong tổng số 7 gia đình đến gặp và xin trả lại đất cho gia đình nhà tôi. Riêng gia đình nhà ông Dũng thì ông khẳng định rằng đây là đất nhà ông và ông không trả lại. Để tìm hiểu rõ hơn về sự việc, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Dũng tại gia đình ông Dũng. Ông Dũng cho biết thửa đất do bố mẹ ông để lại và trong quá trình sử dụng, gia đình ông có xây kè bờ ao và nếu có lấn chiếm đất ao của gia đình ông Thiết thì chỉ khoảng dưới 10 m². Còn khi đề cập đến việc thừa 91,7 m² so với bản đồ quản lý đất đai tại địa phương thì ông Dũng cho biết là không xác định được tại sao lại thừa và ông cũng mong cơ quan chức năng xác định làm rõ. Cái nhà tôi thừa là nguyên nhân là do là cái ngõ lối đi vào chỗ nhà chú em tôi bây giờ là ngày xưa các cụ đã để lại rồi. Lúc ấy là đỡ phải nộp thuế, không tính vào đất của gia đình để đỡ phải nộp thuế, lúc đấy còn phải nộp thuế. Làm việc với đại diện chính quyền địa phương, ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cẩm Ninh cho biết, khi nhận được đơn đề nghị của gia đình ông Đinh Minh Thiết, công dân thôn Bình Xá, đề nghị gia đình ông Nguyễn Văn Dũng trả lại phần diện tích ao đã lấn chiếm. Chính quyền địa phương đã có các bước hòa giải nhưng không thành. Và trong lần hòa giải gần đây nhất, ngày 26 tháng 3 năm 2021, ông Thiết đề nghị gia đình ông Dũng trả lại 39 m để cho vuông ao của gia đình. Còn ông Dũng cho biết năm 2008, bố đẻ của ông là cụ Nguyễn Văn Thỏa đã tổ chức họp gia đình có phân chia thừa kế cho ông Dũng và ông Vượng là em trai ông Dũng. Trong đó, phần đường đi vào nhà ông Vượng đoạn giáp phía ao nhà ông Thiết. Do đó, việc trả lại ông Thiết hay không phần đất lấn chiếm là do ông Vượng, em trai ông Dũng. Cái việc mà ông Thiết đề nghị lấn chiếm thì lại rơi vào cái diện tích đất của hộ Nguyễn Văn Vượng. Thì căn cứ vào cái hồ sơ năm 2008 mà biên bản phân chia tài sản ấy của ông cụ Thả, ông Thả này đã mất rồi. Thì đã phân chia cho anh Vượng như thế thì chúng tôi mời anh Nguyễn Văn Vượng đến để xác minh. Mời anh Nguyễn Văn Vượng đến để tiếp tục xác minh và hòa giải. Nhưng mà
3 lần mời thì anh Vượng hiện tại là không còn, anh Vượng là không có mặt ở địa phương. Nên là khó khăn trong cái việc là mời, ủy ban xã là mời đến này, ông không đến ủy ban xã để giải quyết thì ủy ban xã tiếp tục vẫn tiếp tục gửi giấy mời. Khi nào ông có mặt ở nhà chúng tôi tiếp tục mời đến để giải quyết. Sau khi giải quyết xong chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể với cả hai hộ gia đình Thiết và Dũng và các cấp cơ quan có chức năng. Ban biên tập hộp thư nhận được đơn thư của công dân Nguyễn Văn Dương, thường trú tại xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi. Nội dung đơn thư phản ánh về việc gia đình ông Phạm Văn Đại thu mua phế liệu có để cháy bình khí và khói ảnh hưởng đến hoa màu cây cối của những hộ xung quanh, còn gia đình ông không được bồi thường. Ban biên tập hộp thư đã có phiếu chuyển đơn đến Ủy ban nhân dân xã Xuân Trúc và nhận được công văn trả lời như sau. Ủy ban nhân dân xã Xuân Trúc đã mời ông Dương và ông Đại đến làm việc để giải quyết nội dung đơn đề nghị của ông Dương. Trong quá trình làm việc, ông Dương đã hiểu các quy định của pháp luật và ông xin rút toàn bộ nội dung đơn đề nghị. Thời gian vừa qua, ban biên tập hộp thư đã có phiếu chuyển đơn của những công dân có tên sau gửi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền và đến nay vẫn chưa nhận được ý kiến trả lời. Đơn thư của công dân Nguyễn Văn Thanh, trú quán tại xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, chuyển đến Tòa án Nhân dân thành phố Hưng Yên. Đơn thư của công dân Hoàng Văn Du, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ, chuyển đến Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mỹ. Đơn thư của công dân Đặng Thị Thu, xã Tân Phúc, huyện Ân Thi, chuyển đến Ủy ban Nhân dân huyện Ân Thi. Ban biên tập chuyển đơn đến cơ quan chức năng và khi nào nhận được ý kiến trả lời sẽ thông tin trên sóng của đài. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Ban biên tập hộp thư có nhận được đơn thư của những công dân sau gửi đến. Đơn thư của ông Nguyễn Văn Vinh, phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào. Đơn thư của bà Bùi Thị Tróng, xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi. Đơn thư của ông Vũ Minh Thảo, xã Cửu Cao, huyện Văn Giang. Đơn thư của bà Phạm Thị Nhung, xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi. Đơn thư của bà Trần Thị Đinh, thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu. Đơn thư của ông Vũ Văn Kháng, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ. Đơn thư của ông Lê Mạnh Tuấn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Đơn thư của ông Đỗ Huy Điểm, xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi. Đơn thư của ông Trần Xuân Biển, nguyên quán, xã Vũ Xá, huyện Kim Động. Đơn thư của ông Phạm Văn Quý, xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên. Sau khi nhận được đơn thư của công dân, ban biên tập hộp thư sẽ xem xét và có phiếu chuyển đơn thư đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Khi nào nhận được ý kiến phúc đáp, chúng tôi sẽ thông tin trên sóng của đài. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục hộp thư bạn xem truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.